Loạt khoảnh khắc tình bể bình của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, bình yên, trân trọng và luôn đồng hành. Nói đến Ngô Thanh Vân, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một hình ảnh đã nữ xinh đẹp, mạnh mẽ trong các phim hành động hay một nhà sản xuất mát tay của điện ảnh Việt. Dù là người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn hay nhà sản xuất thì ở lĩnh vực nào cô cũng gặt hái được thành công. Coi lại cái xác của con đi hả? Con nhắm con làm được mấy bữa. Ý làm gì á thì kệ ý, miễn sao ý nuôi con ăn học được là được rồi. Ngoài ra, chuyện tình cảm với CEO Huy Trần, đây cũng là mối quan hệ chị em đặc biệt của showbiz Việt. Chỉ sau hơn một năm hẹn hò, cặp đôi đã chính thức tính đến chuyện hôn nhân. Nữ đạo diễn cũng gây xôn xao khi khoe khung ảnh được cầu hôn. Là người được công chúng ngưỡng mộ, nhưng Ngô Thanh Vân chưa thực sự hạnh phúc. Cô chỉ lo công việc và sau đó lại đối diện với bốn bức tường. Nào ngờ Huy Trần đến và đem lại rất nhiều điều đặc biệt cho người thầy của nhóm 365. Trước đó dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng hai người cũng nhiều lần khiến khán giả cảm thấy ghen tị khi thường đăng tải loạt ảnh tình bể bình vô cùng hạnh phúc và bình yên. Từ hình ảnh năm mới được nam CEO chia sẻ, họ cùng diện đồ đôi, chung sống dưới một mái nhà và tận hưởng khoảnh khắc giao giữa năm cũ và năm mới. Cả hai đều ngầm thừa nhận đang sống trong sự hạnh phúc, bình yên nhất. Dù chênh lệch 11 tuổi nhưng vẫn rất hòa hợp và ngọt ngào. Ôm cái nào. Your camera. Hai người luôn giành vị trí đặc biệt và trải qua những ngày quan trọng bên nhau. Người hâm mộ ngầm xem Ngô Thanh Vân và Huy Trần là cặp vợ chồng son đang tận hưởng chuỗi ngày hạnh phúc trong kỳ đầu hôn nhân. Nam CEO từng ngọt ngào viết, thức dậy bên em giống như ly cà phê nóng buổi sáng khiến mình có một cảm giác hồi hộp, an ủi và làm cho anh háo hức để bắt đầu một ngày mới. Những lần trên xe, nam CEO cũng không ngại thể hiện tình cảm với bạn gái. Anh nắm tay bạn gái hơn tuổi, đặt lên bàn tay cô nụ hôn ngọt ngào. Bức ảnh được chính đã nữ chụp lại, như lưu giữ kỷ niệm yêu nhau. Đi kèm với hình ảnh tình tứ này, Huy Trần còn viết, hãy dành cho cô ấy những điều tốt nhất, vì cô ấy xứng đáng với những điều tốt nhất. Chỉ một câu ngắn ngủi, người hâm mộ có thể thấy được sự cương chiều mà nam CEO dành cho bạn gái Ngô Thanh Vân. Trong chuyến vi vu đến Na Uy với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, cả hai thoải mái hơn hẳn trong vấn đề tương tác trước công chúng. Hình ảnh cặp sao diện trang phục đồ ngủ chụp hình trong căn phòng nhỏ bên cửa sổ, nhìn ra dòng sông thơ mộng, khung cảnh lãng mạn cùng hành động chăm chút cột tóc cho bạn gái của Huy Trần, khiến cả netizen trăm trồ ngưỡng mộ và ao ước có một người bạn trai như vậy. Khung cảnh bình yên bên cửa sổ của họ cũng truyền cảm hứng đến những cặp đôi yêu nhau. Ngoài những bức ảnh đầy nghiêm túc, Huy Trần và Ngô Thanh Vân còn thể hiện tình cảm dành cho đối phương qua loạt ảnh dìm. Nữ diễn viên từng khoe khoảnh khắc bạn trai đang ngủ say, dung mạo không được chỉnh chu, bù lại cô viết lời nhắn tâm tình. Bên ngoài thì trắng xóa và người bạn đồng hành của tôi thì ngủ như một đứa trẻ. Về phía Huy Trần, anh tiết lộ hình ảnh sao nữ dòng máu anh hùng trùm người kín với khẩu trang và đồ che mắt ngủ trên máy bay. Điểm chiếm spotlight trong bức ảnh là câu chữ công chúa của tôi, vẻ đẹp tự nhiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Ngoài ra, Huy Trần cũng là một trong những đầu bếp thứ thiệt phục vụ cho những bữa cơm ngon của Ngô Thanh Vân. Có thể thấy dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chỉ cần chọn đúng người thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Như trường hợp của cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần chẳng hạn, hiện những hình ảnh của cả hai vẫn đang nhận được sự yêu thích và chú ý từ đông đảo khán giả. Còn bạn nghĩ sao về chuyện tình chị ơi anh yêu em của họ? Hãy để lại một bình luận cho Giang biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.